Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với đầu tư NK. Lần đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Xuân Sơn, hiện tại đang là chuyên viên phân tích ngành bất động sản công nghiệp tại đầu tư NK. Trong video này tôi sẽ giới thiệu và phân tích về mã cổ phiếu khá tiềm năng trong ngành bất động sản công nghiệp, đó là mã cổ phiếu D2D với tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2. Một lợi điểm đầu tư chính đối với cổ phiếu này đó là tiềm năng tăng trưởng từ các cái dự án mới đã sẵn sàng đi vào hoạt động trong thời gian sắp tới. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi hiểu sơ qua về tổng quan doanh nghiệp. Về lịch sử hình thành thì ngày 14 tháng 10 năm 1992, tiền thân của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2, đó là Công ty Xây dựng Dân dụng Công nghiệp số 2 được thành lập. Đến ngày 3 tháng 1 năm 2006 thì Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 chính thức đi vào hoạt động theo giấy phép chứng nhận do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp. Đến ngày 24 tháng 6 năm 2009 thì công ty đã đăng ký trở thành công ty đại chúng và được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận. Cơ cấu cổ đông của D2D thì khá là cô đặc, với hai cổ đông lớn là Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp, mã chứng khoán là SZL nắm giữ là 57,95% cổ phần của công ty. Bên cạnh đó còn một tập đoàn là Việt Nam Property Holding nắm giữ là 5,88% cổ phần của công ty, và các cổ đông khác còn lại nắm giữ là 36,17% cổ phần của công ty. Tiếp theo là về lịch sử chi trả cổ tức, thì D2D có tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt khá cao. Trong năm 2018 thì công ty chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ là 3.000 đồng trên một cổ phiếu. Đến năm 2019 thì công ty chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ là 1:1 và chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ là 3.000 đồng trên một cổ phiếu. Đến năm 2020 thì công ty chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ là 100:42 và chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ là 3.500 đồng trên một cổ phiếu. Đến năm 2021 thì chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ là 5.000 đồng trên một cổ phiếu. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phân tích hoạt động kinh doanh của cổ phiếu D2D. Trên màn hình hiện tại đang là chuỗi giá trị của ngành bất động sản khu công nghiệp. Hiện tại thì D2D đang hoạt động trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp với hai mảng chính, đó là mảng cho thuê bất động sản khu công nghiệp và mảng kinh doanh bất động sản thương mại đối với cả các bất động sản dân cư cũng như là tái định cư. Đi sâu hơn vào mảng bất động sản khu công nghiệp thì hiện tại D2D đang sở hữu hai khu công nghiệp chính, đó là khu công nghiệp Nhân Trạch 2 với diện tích là 331 ha và tỷ lệ lấp đầy hiện tại đã đạt 98%. Sắp tới thì tiềm năng tăng trưởng chính của cổ phiếu D2D trong mảng bất động sản khu công nghiệp đó là về khu công nghiệp Châu Đức với diện tích là 56,5 ha và tỷ lệ lấp đầy hiện tại đang đạt 0%. Về phần khu công nghiệp Châu Đức này thì D2D thuê lại đất của SSC và cho khách hàng thuê lại. Đi sâu hơn vào khu công nghiệp Châu Đức thì D2D đã thuê lại 56,5 ha đất thương phẩm tại khu công nghiệp Châu Đức của SSC trong năm 2021 với hai phần diện tích đất là phần diện tích đất nhà xưởng xây sẵn chất lượng cao và phần diện tích đất phát triển cơ sở hạ tầng và cho thuê. Và D2D cũng đã chi trả toàn bộ các cái chi phí đi thuê cho SSC trung bình khoảng là 60 USD trên một mét vuông trên một chu kỳ thuê, và hiện tại phần đất này đã sẵn sàng cho thuê lại. Và ước tính mảng này sẽ mang lại cho D2D khoảng 194 tỷ đồng lợi nhuận trong thời gian sắp tới nếu mà D2D cho thuê được hoàn toàn được các cái phần đất khu nghiệp này. Tiếp theo là về mảng bất động sản thương mại thì D2D đang sở hữu 3 khu dân cư chính, đó là khu dân cư Lộc An, khu dân cư Hữu Phước và khu dân cư Phường Thống Nhất. Đầu tiên, đối với khu dân cư Lộc An thì quy mô của dự án là 3,61 ha và D2D đang thực hiện giải phóng mặt bằng đưa vào triển khai xây dựng block là chung cư D1 trong năm 2023. Dự án này thì khá tiềm năng với D2D trong thời gian sắp tới. Tiếp theo là về khu dân cư Hữu Phước thì D2D hợp tác đầu tư với cổ phiếu SSC để đầu tư kinh doanh xây dựng nhà xưởng. Tiếp theo là đến với khu dân cư Hữu Phước thì D2D hợp tác đầu tư với cả SSC đầu tư kinh doanh xây dựng và dự án là 56 căn nhà liền kề. Shop house thuộc dự án là khu dân cư Sona Deju Phước của SSC. Trước đó thì D2D đã hợp tác với cả SSC đầu tư và xây dựng hoàn thành 28 căn nhà liền kề, và trong năm nay thì D2D bắt đầu mở bán đối với 28 căn nhà liền kề này và có thể là ghi nhận trong năm nay hoặc năm sau. Tiếp theo đó là về khu dân cư Phường Thống Nhất thì dự án khu dân cư Phường Thống Nhất có quy mô diện tích là 30,27 ha và đây là dự án lớn nhất của D2D, và hiện tại thì dự án này đang được chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 với diện tích là 16,14 ha và bao gồm hai khu dân cư chính, đó là khu dân cư phía Bắc là 6,66 ha và khu dân cư phía Nam là 9,48 ha.
Hiện tại thì giai đoạn 1 đã hoàn thiện và D2D đã hoàn thiện bàn giao các cái dự án này cho khách hàng. Về tiềm năng của khu dân cư này trong thời gian sắp tới sẽ phụ thuộc vào giai đoạn 2 với diện tích là 14,13 ha và hiện tại doanh nghiệp đang trong quá trình nghiên cứu quy hoạch và định hướng cho giai đoạn 2 của dự án này trong thời gian sắp tới. Và trong năm 2023 thì D2D dự kiến đầu tư thêm là 21,2 tỷ đồng để phát triển cơ sở hạ tầng của cái phần giai đoạn 2 này. Tiếp theo là về mảng dịch vụ và cho thuê chợ của D2D thì hiện tại D2D đang quản lý dự án chợ Long Thành với quy mô là 2,152 ha tại khu Cầu Xéo. Tổng vốn đầu tư đối với cả dự án này là 125 tỷ đồng, bao gồm 644 căn kiosk và sạp chợ. Bên cạnh đó là còn hơn 432 điểm kinh doanh và chợ đầu mối. Hiện tại thì doanh nghiệp đã cho thuê toàn bộ hết các cái địa điểm kinh doanh tại khu vực chợ Long Thành và hàng năm mảng này sẽ đóng góp từ 13,5 đến 15 tỷ đồng vào doanh thu của D2D. Tiếp theo là về tình hình kinh doanh của D2D thì doanh thu và lợi nhuận của D2D có sự biến động mạnh trong giai đoạn 2019 đến 2022. Nguyên nhân là do mảng bất động sản thương mại của D2D có sự tăng trưởng đột biến trong các năm từ 2018 đến 2021 do D2D đẩy mạnh bàn giao các cái dự án dân cư tại khu dân cư phường Thống Nhất và khu dân cư An Lộc, dẫn đến là doanh thu của từ mảng bất động sản thương mại này tăng đột biến. Đối với mảng cho thuê cơ sở hạ tầng thì có sự đi ngang hàng năm, nguyên nhân là do khu nghiệp Nhơn Trạch 2 của D2D đã đạt tỷ lệ đầy là 98% và sắp tới mảng này sẽ có sự tăng trưởng khá mạnh nếu mà D2D cho thuê được dự án khu công nghiệp Châu Đức. Tiếp theo là về tình hình tài chính thì đầu tiên là về cơ cấu nợ thì nợ ngắn hạn của D2D có sự tăng trưởng đột biến trong giai đoạn 2018 đến 2020. Nguyên nhân là do khoản mục người mua trả tiền trước đối với cả các dự án là khu dân cư An Lộc và khu dân cư phường Thống Nhất. Điều này đã dẫn đến là nợ ngắn hạn của D2D trong giai đoạn này tăng khá mạnh. Về nợ dài hạn thì nợ dài hạn của D2D có sự giảm nhẹ hàng năm. Nguyên nhân là do 99% nợ dài hạn của công ty đó là phần doanh thu dài hạn chưa thực hiện. Đó là các cái khoản mục mà khách hàng thuê đất tại khu nghiệp Nhân Trạch 2 đã thanh toán tiền thuê đất một lần cho D2D và hàng năm D2D sẽ trích các khoản mục này ra phần doanh thu và lợi nhuận. Tiếp theo đó về tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của D2D so với cả các doanh nghiệp khác trong ngành thì D2D có tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu thấp nhất so với cả các doanh nghiệp khác trong ngành bất động sản khu công nghiệp, cho thấy sức khỏe tài chính của D2D khá là tốt. Tiếp theo là về phần tình hình tài chính của công ty. Đầu tiên sẽ là về phần cơ cấu nợ thì nợ ngắn hạn của công ty có sự tăng trưởng đột biến trong giai đoạn là 2018 đến 2020. Nguyên nhân là do khoản mục người mua trả tiền trước có sự biến động mạnh do là các dự án công ty đẩy mạnh bán các dự án là khu dân cư An Lộc và khu dân cư phường Thống Nhất, dẫn đến là các khoản mục người mua trả tiền trước này có sự tăng đột biến trong giai đoạn 2018 đến 2020. Điều này đã dẫn đến nợ ngắn hạn của công ty có sự tăng trưởng đột biến trong giai đoạn này. Về phần nợ dài hạn thì nợ dài hạn của công ty có sự sụt giảm nhẹ hàng năm. Nguyên nhân là do 99% khoản mục nợ dài hạn của công ty đó là về khoản mục doanh thu dài hạn chưa thực hiện. Tiếp theo là về phần tình hình tài chính của D2D. Đầu tiên sẽ là về cơ cấu nợ. Nợ ngắn hạn của D2D có sự tăng trưởng đột biến trong giai đoạn 2018 đến 2020. Nguyên nhân là do khoản mục người mua trả tiền trước có sự tăng trưởng mạnh đột biến do trong giai đoạn 2018 đến 2020 D2D đẩy mạnh bán các dự án là khu dân cư An Lộc và khu dân cư phường Thống Nhất và ghi nhận các cái khoản lợi nhuận đột biến trong giai đoạn này. Điều này đã dẫn đến là các cái khoản mục nợ ngắn hạn này có sự tăng trưởng đột biến trong giai đoạn là 2018 đến 2020. Tiếp theo về nợ dài hạn của D2D thì có sự sụt giảm nhẹ hàng năm. Nguyên nhân là do 99% khoản mục của nợ dài hạn này đó là phần doanh thu dài hạn chưa thực hiện. Phần này đó là phần khách hàng đi thuê đất của khu nghiệp Nhơn Trạch 2 đã thanh toán một lần cho D2D trong cả chu kỳ thuê và hàng năm D2D sẽ trích dần các cái khoản mục này ra để book doanh thu và lợi nhuận của công ty. Tiếp theo là về tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu thì D2D có tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu thấp nhất so với cả các doanh nghiệp bất động sản công nghiệp khác trong ngành khu công nghiệp. Điều này cho thấy là D2D là một doanh nghiệp có sức khỏe tài chính khá là tốt. Tiếp theo là về luận điểm đầu tư thì có 4 luận điểm đầu tư chính đối với cổ phiếu D2D. Thứ nhất đó là nguồn vốn FDI thực hiện và góp vốn vào Việt Nam đang hồi phục và tăng trưởng khá mạnh. Thứ hai đó là nguồn cung bất động sản khu công nghiệp được cấp mới ngày càng hạn chế. Điều này đã dẫn đến là các cái doanh nghiệp hiện tại vẫn đang sẵn đất
và dự án đang triển khai thì có lợi thế lớn hơn so với các doanh nghiệp khác trong ngành. Thứ ba là về dự án là khu nghiệp Châu Đức của D2D thì khá là tiềm năng trong thời gian sắp tới. Thứ tư là về dự án khu dân cư và nhà ở xã hội Lộc An đang được đẩy mạnh trong năm 2023 và dự án góp vốn ăn vào của khu dân cư Hữu Phước với 28 căn shop house sẽ được mở bán trong vòng 1 năm tới. Song song đối với cả các cơ hội đầu tư đối với cổ phiếu D2D thì bên cạnh đó vẫn còn một số yếu tố rủi ro khi mà đầu tư vào cổ phiếu D2D cần lưu ý. Thứ nhất đó là về việc triển khai các dự án xây dựng nhà xưởng mới tại khu nghiệp Châu Đức thì khá là chậm. Thứ hai đó là về vướng mắc giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 và các cái dự án là khu dân cư Lộc An. Thứ ba đó là về nguồn vốn FDI đầu tư vào Việt Nam trong thời gian sắp tới thì có thể sẽ rụt giảm mạnh, nguyên nhân là do lạm phát, Fed tăng lãi suất và ảnh hưởng của tỷ giá. Để có thể hiểu rõ chi tiết hơn về cơ hội và đầu tư đối với cổ phiếu D2D thì anh chị có thể truy cập website đầu tư ENK.vn để tải về báo cáo định giá cổ phiếu D2D và tiềm năng của D2D trong thời gian sắp tới. Và vừa rồi là toàn bộ video mà team ENK phân tích về tiềm năng và rủi ro đối với cổ phiếu D2D. Hy vọng rằng video này sẽ cung cấp cho các anh chị thêm nhiều thông tin hữu ích và để có thể đưa ra được các quyết định đầu tư đúng đắn nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các quý anh chị nhà đầu tư ở trong các video tiếp theo về mảng bất động sản công nghiệp của team ENK.